Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục mình làm ở cái video tập 2 ở cái công trình đang đi lắp cái đường dây điện cũng như là đào móng cốc đây. Thì hôm trước thì mình đây này, có đào một cái móng để làm cái trụ đèn chiếu sáng này cảnh báo các bác. Chỗ này nó sẽ có đoạn đèn bằng năng lượng mặt trời ấy, nhấp nháy để cảnh báo để sắp đến cái đoạn giao nhau ở phía vòng xuyến ngoài kia. Thì vừa rồi thì vừa đào cái hố này để lúc đổ bê tông, xong là cái dây điện này là sẽ dây điện chờ của cái cột đèn này nối với lại cái cột đèn bên kia anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài kia để lắp từ cái phía ngoài kia về, nhưng mà cái này thì còn phải lắp một đoạn đấy, xong là giải một cái đường dây để cảnh báo nữa. Đó. Đấy cái hố này của nó có diện tích nó là 1m4, 1m4 vuông anh em nhé. Đây cái chiều này là cái chiều mình cắm cái gầu xuống này, còn đằng kia là lưng gầu, hai bên này hai bên má. Cái này thì là đổ bê tông nguyên khối cho nên là nó cũng không cần thiết là phải phải như kiểu là đặt cái trụ. Đấy, lúc trước thì cái như kiểu cái trụ này là đổ bê tông đúc sẵn thôi nhá, xong về đặt xuống. Đấy, thì bạn ấy đang nối cái đường ống này. Thì bây giờ mình sẽ chuyển máy ra ngoài kia để mình lắp từ phía ngoài kia về anh em nhá. Hôm nay tiếp tục là để ở góc trên cao này, thì đi ở ngoài đường này thì nó sẽ có rất là nhiều cái xe cộ đi lại cho nên là mình phải tập trung cao, mình đội camera lên đầu là mình cái đầu của mình nó hay quay đi quay về quá cho nên là ấy nó sẽ rất là khó khi mà mình làm ấy là mình phải quay đi quay lại để mình ngó những cái xe người ta đi lại ở bên đường. Chính vì vậy là mình để ở cái góc trên này thì nó sẽ là hợp lý hơn, mình sẽ không phải ngó cái đầu mình ngó đi ngó về cái camera nó sẽ không quay. Mà cái góc này thì anh em nhìn thì nó cũng rất là dễ nhìn thôi, cũng không phải là khó nhìn. Đây là cái ống ruột gà, cái ống này thì để là cảnh báo các cái đường dây điện, đường cáp quang các bác. Người ta hay chôn những cái ống như thế này, anh em đi mà đào phải những cái ống như này là phải hết sức cẩn thận đấy, hết sức là lưu ý không có là vào cái ấy của họ, vào những cái đường dây cao thế hay là đường dây điện người ta để ngầm ở dưới. À, cái này thì chờ để anh kia anh ấy giải xong cái này đã coi nhá. Giải xong cái này thì mình về ấy thôi. Nhấc cái này lên mặt lên đây đi. Cái này thì không biết là chặt nó kiểu gì. Đây mình nó xẻ rồi. Vâng. Cái này nguyên đất mà không đá đâu. Đó, thì bây giờ mình lại lắp lại thôi. Thì lúc nãy mình đào lên là đào bằng gấu bé, nhưng mà cái đoạn này thì mình không quay video bởi vì là ở cái đường ống đào thì nó rất đơn giản thôi. Gấu bé đào nó cũng rất là nhanh. Đó. Cái đoạn này thì người ta chưa thi công xong anh em nhé. Cái đoạn này là nó đang gọi là đoạn cuối cùng của cái đoạn góc đường mới. Vì vậy là hiện tại người ta đang tập kết những cái đống đá này, anh em thấy rồi, có những cái đống đá bên cạnh máy của mình tập kết lại để chỗ nào nó thiếu xây kè, nó thiếu nó không, người ta không có bãi để nữa rồi, bắt đầu là người ta phải để lại một chỗ để cho nó làm bãi vật liệu. Đây này, anh em thấy cái bãi đá bên cạnh nhá. Nếu như cái bãi này mà mình không có cái bãi này, người ta không để được đá thì không có chỗ để đâu, bởi vì tất cả những cái lề, cái hè là người ta đã giải hết những cái phần lát cái gạch này, cũng như là làm các cái phần hoàn thiện rồi. Đấy, lúc này thì mình có đào ra và mình để nó hơi rơi xuống chỗ này. Cái chỗ này mái ta luy chưa làm anh em nhá, ở phía dưới này sau này còn có kè nữa cơ. Đây, có viên đá nó to thì mình sẽ múc trả lại cái phần bên này. Đó, còn lại là đất cho xuống cái đường rãnh này thôi. Đó. Ok.
Bây giờ mình sẽ bắn máy nó sang. Đấy. Mình đứng nó vuông vuông vào thì đi nó sẽ cân đối hơn. Cái đất hôm nay nó rơi hôm nay thì lại cẩu nó lên thôi. Máy của mình thì đi từ đây ra đến cái biển báo ấy thôi anh em nhé. Anh em có đọc được chữ cái biển báo kia không? Đó, cái biển báo đó là một chiều rẽ bên tay phải, ra đến vòng xuyến thì kia là rẽ tay phải, đó là đi thành phố Tuyên Quang. Đó, một đường đi thẳng nó là đi xuống phường Tân Hà anh em nhé. Thật ra thì nó là vẫn là của khu vực địa phận Tuyên Quang thôi, nhưng mà đấy là nó đi các cái xã, các cái huyện ở thành phố ấy, là nó sẽ đi ở đường này. Còn một đường ở bên tay trái, vòng xuyến đi thẳng lên, nó là đi Hà Giang anh em nhá. Một lát nữa ra cái biển kia thì anh em sẽ đọc được cái chữ của nó thôi. Chỗ này cách thành phố Hà Giang nó đâu đó rơi vào quãng độ khoảng 150 cây, 150 đến 145 đến 150 cây, bởi vì chỗ này nó là km số 10 đường Tuyên Quang Hà Giang anh em nhé, chứ nó không phải là thành phố Hà Giang. Chỗ này cách thành phố Tuyên Quang 10 cây đó. Ví dụ từ thành phố Tuyên Quang mà đi lên đến thành phố Hà Giang là 165 cây, thì hiện tại bây giờ chỗ này nó là km 10 đường Tuyên Quang Hà Giang thì nó còn trừ đi 10 cây anh em nhé, trừ đi 10 cây và 155 cây đó. Anh em thấy cái chữ kia chưa? Đây mình chỉ lên cho anh em xem nào. Đó, thành phố Hà Giang mũi tên đi thẳng lên bên tay trái, còn bên tay phải rẽ phải xuống ấy là đi xuống thành phố Tuyên Quang. Còn đi thẳng ra kia thì là nó thuộc đường tránh lũ của phường Tân Hà. Đấy, phường Tân Hà thành phố Tuyên Quang. Nó cũng trụ sở của nó cách thành phố Tuyên Quang có 4 cây thôi. Đây có cái hòn đá to to ấy. Chứ không sao đâu anh em ạ. Cái hòn đá cái nó ở trên rồi. Mình đào luôn qua giữa cái lỗ của cái biển báo để chôn cái dây điện. Cái chỗ này thì sau này người ta còn lu lèn, người ta còn làm lại anh em nhé. Chỗ này là chưa có lu lèn, chưa có gì đâu. Đó. Vì vậy là mình cũng làm giả người ta, lấp giả người ta như vậy thôi. Đấy. Ok. Hiện tại là cái máy của mình nó đang bị rễ rễ không đây này. Cái giống đi dễ dễ này là anh em đừng có để cho nó mất đối trọng nhá. Nó mất đối trọng là nó nghiêng thôi. Nó rơi xuống dưới ruộng nghe là không cứu được đâu. Anh em phải cho cái đối trọng của mình nó nặng ở cái phần nó cao hơn ấy. Đừng để nó nặng ở phần thấp. Nặng phần thấp là nó dễ ra ngay. Vừa rồi nếu như mình quay cái cầu ra cái phía bên tali này mà mình quay ấy, là kiểu gì thì kiểu nó cũng rơi xuống đấy. Nó dễ xuống là mình không chữa được đâu. Bắt buộc mình phải quay lên cái phần trên mặt đường này. Để cho nó nặng ở bên mặt đường này thì nó sẽ bổng cái phía đằng sau lên. Mình đi lại nó sẽ dễ. Múc thêm một vài gầu nữa. Cái này gọi là lấp qua qua xong à, trả lại cái mấy cái hòn đá này để lại vào khu chỗ cũ luôn. Thế mình sau này người ta sẽ đầm sau, người ta lu sau. Đó. Ok nhá, đây, cào bớt cái đá này vào để cho nó khỏi ra cái mép đường kia. À, như vậy là xong cái đoạn ở cái phía bên cạnh biển báo này. Đó. Ok, bắn ra ngoài nhá. Đấy, cái đoạn này xoa xoa cho nó mịn đi nữa thôi, thế là xong rồi. Không cần yêu cầu là phải ấy cái lắm.
Đó. Còn cái đá này là hôm trước nó cũng ở như thế này rồi anh em nhé. Để nó gọn đấy rồi. Tiếp tục ra ở phía bên ngoài này. Ok, lùi lại một chút. Bên ngoài này thì đất đi, nó cũng nhiều lắm à, nó có lẫn cả đá luôn này à, chỗ này nó thừa thì mình sẽ giải nó ra. Đó. Các bạn kia bạn xếp đá vào để cho nó khỏi bị sau này đổ bê tông nó đỡ bị tràn luôn đấy. Sâu chỗ này tí. Chỗ này trong này mình không vào được sâu nữa nha anh em nhá. Đó, cái dưới này là đá để người ta xây kè này. Người ta đổ ở đây sau này người ta đào móng rồi người ta xây luôn. Đấy. Còn mình thì mình làm cái đường dây điện ở trên cái vỉa hè đấy thôi. Nhưng mà mình trả lại cái mặt bằng cho người ta để người ta sau này đổ vật liệu thôi. Ok. Lùi lại tiếp anh em nhé. Chúng là quay cũng hơi chóng mặt tí đấy. Đó, gạt cái đất này vào phía bên trong. Đó. Có sàn bằng à. Tiếp tục ra phía đằng cột đèn kia để mình lắp tiếp. Đó. Đấy, cái này mình sẽ gạt đất nó ra để mình anh cháy tình trạng nó rơi cái hố kìa. Hố mình vừa mới đào. Vâng. Múc một vài gò đất tơi tơi này để mình cho vào cái ô chỗ này. Lại thì mình sẽ để ở về bên này. Đó. Ô máy mày không hết mày. Mày ông con nó lắp tay thân chết. Thế kia nó bắt tóc giả nó ấy. À cái gỗ trụ đấy á. Đó. Mà
Đấy, xuống xưởng ấy, có mỗi một ông ấy, em cả ông kia vừa ấy vừa làm. Bảo khả năng cao là mày xuống xưởng ngay rồi. Mỗi hôm thì nó có ba thằng cơ. Hôm đấy là cả cái xưởng. Ôi mày này, nếu mà làm nó nóng thì nó sao? Lạnh hiểu không? Dạ. Và cái này xuống không để mình tiến vào sâu thêm một tí nữa. Đây là cái đống cát của họ. Này là lúc người ta đi bộ qua đây nó đỡ bị rơi đúng không anh em? Rơi ít thì không sao, rơi nhiều là sau này là khắc phục, hót lên chỉnh sửa thế là mất công. Sẽ lùi lại để mình bụi thêm phần này. Cái này vào nhá. Đấy, thành đấu này thôi mình hót đi thôi. Đấy, ra cái cậu bé, anh em thấy cái cậu bé của mình đằng trước này không? Lát nữa thì mình sẽ cậu nó đi theo. Nhưng mà mình tháo cái cậu to với cậu bé này nó nhanh lắm. Rồi có độ phút hơn phút là xong rồi. Tức là cái quãng thời gian đấy thì một cầu to của mình múc cái đất là bằng được cái cầu bé kia, nó múc thoải mái. Bởi vì những cái hố này nó rất là to, tốn rất là nhiều đất luôn. Ok anh em nhá. Đó, than thì chỗ này là bằng nó là được rồi. Đó, nhá. Đây ở cái gầu của mình kiểu gì nó có đất ở cái mép bên này. Gạt đi cho nó đấy mà có thì thôi đi. Đây em có cái này thì mình sẽ gạt nó gọn vào. Lấn một tí đất thì không sao đâu anh em nhá. Đá này sau này người ta đằng nào người ta cũng phải múc đi, người ta chuyển đi thì không tránh khỏi được. Ok, đó. Ôi, video này dài rồi và đã xong hoàn chỉnh cái công việc này. Thì bây giờ mình sẽ xin kết thúc cái video đây. Đó, mình sẽ chuyển máy đi ra phía ngoài kia và quay ở cánh máy xúc nhỏ và bỏ trái đất ở cái tập tiếp theo. Mình chuẩn bị đào một cái hố kia anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ múc cái này đi. Đó. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Ok, chào anh em. Thank you.